Xin chào quý vị khán thính giả của đài Little Saigon TV. Tôi là bác sĩ Lê Đức Xuân Tô, còn đây là bác sĩ Lê Đức Trường Sinh. Bác sĩ Lê Đức Trường Sinh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tiêu hóa và đặc biệt là bệnh gan. Và cũng như mấy lần trước chúng tôi nói là mấy tuần nay chúng ta sẽ nói về cái gan. Thì kỳ trước nói về những bệnh liên hệ tới gan, thì tuần vừa rồi thì mình nói về những cái thức ăn nào hoặc là nó làm cho gan tốt, những thức ăn nào tốt cho cái gan, những thức ăn nào nó không có tốt cho cái gan. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về làm sao mà mình giữ cho cái gan mình nó được khỏe mạnh. Đó, nói thì bác sĩ Trường Sinh có đồng ý là bữa nay mình nói bài đó không? Đúng vậy, thì cũng giống như tương tự làm sao để giữ cho cái cơ thể này nó khỏe mạnh thì ai người ta nó ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, không có phải tập tành thế này, lựa thức ăn. Thì với cái gan nó cũng giống như vậy thôi, như tôi nói lần trước, cái gan cái bộ phận rất là quan trọng trong người chúng ta, không có ai mà sống mà không có gan hết. Có thể cái ngón tay nó chặt thì không sao, lỗ tai mất cơ không sao, nhưng mà gan mà không có là chịu. Giống như tim vậy thôi. Đó, cho nên những cái đó phải cẩn thận. Và chúng ta có những cách để giúp cho cái gan chúng ta nó được lành mạnh. Ví dụ như chúng ta bữa kỳ trước mình nói là ở Việt Nam mình là ăn nhiều artichoke, là uống nước artichoke nè, nó rất là tốt, nó rất là tốt. Thì cái đó là ngoài cái chuyện mà thức ăn làm tốt, ngày nào mình cũng uống nước thì nó giữ cho cái gan mình nó khỏe mạnh. Đúng vậy. Thì bây giờ có những cái gì á mình tránh nó để cho cái gan mình bắt buộc rồi, khỏi cần nói nhiều lần rượu bia. Cái đó là quan trọng, phải tránh đi chứ đừng có đụng chạm với nó, nếu mà cần thiết lắm còn không có thôi đừng uống. Cái đó là cái quan trọng. Nhưng mà có những thứ mà chúng ta phải cẩn thận, tuy là chúng ta nói ô tôi uống cái này để tôi chữa bệnh, mà trong đó là thuốc là Acetaminophen, là thuốc Tylenol. Cái Tylenol là cái rất là quan trọng mà nhiều người ta nghĩ đâu có gì đâu, uống là bao nhiêu cũng được, cái đó là sai. Tuy rằng là uống vô nó giúp cho chúng ta hạ nhiệt, bớt đau nhức, nhưng mà ngược lại uống với một cái lượng quá cao đó thì nó có thể làm cho gan nó bị hư, nát gan luôn đó. Và có nhiều người phải đi tháp gan là vì lý do đó. Thông thường là người ta dặn dò là cái viên Tylenol nó gọi là loại extra strength, lực cực mạnh, đó là 500mg. Mỗi lần uống như vậy là tối đa mỗi lần là 2 viên là 1000mg. Tối đa là một ngày 4 lần. Vậy là 4000mg là tối đa, mà ít có ai mà uống tới cái mức 2 viên một ngày 4 lần. Nhiều khi 2 viên thấy nó bớt rồi, hay là tối nữa 2 viên nữa, ngày 2 lần thì mới được có 2000mg thì cũng không sao. Nhớ đừng uống quá 8 viên extra strength một ngày. Và nếu mà có cần phải uống như vậy vì đau nhức nhiều chẳng hạn, thì một thời gian ngắn hạn rồi ngưng. Chúng tôi đã có những trường hợp uống không phải 8 viên đâu, uống một lần 100 viên. Là tại vì má không cho đi chơi với bạn trai, tự tử chơi cho vui, hù má. Cái đó là không được, uống luôn nguyên một cái bình như vậy vô. Thì vô nhà thương lại để dễ dàng lắm. Chúng tôi xúc ruột liền, chúng tôi cho thuốc vô liền để chữa được. Hiếm lắm mới có những cái trường hợp mà phải đi vô nhà thương ở lớn để mà thay gan. Lý do cái đó là nhận ra được thì có những cái thuốc vô nó giải ra liền đó. Nhưng mà trước khi đi về nạt cho một trận, đừng có làm những cái chuyện ngu xuẩn như vậy ha. Tylenol không có giết ai vô, mấy bác sĩ cứu được hết, nhưng mà cái đó là một loại thuốc độc nếu chúng ta dùng không có cẩn thận. Thật ra bác sĩ nói Trường Sinh nói vậy cũng đúng, nhưng mà tất cả cái thuốc nào mình overdose, uống nhiều quá nó cũng có hư hết. Đúng, nhưng mà riêng mình nói chuyện về là bệnh cái thuốc Tylenol Acetaminophen thì có một số bệnh nhân người ta sợ, khi mình nói người ta sợ, ta không dám uống Tylenol khi người ta bị nhức đầu hay ta bị đau hay là bị nóng sốt. Cái đó cũng không có đúng, khi nào mình cần mình uống thì được, nhưng ý bác sĩ Trường Sinh nói là đừng có uống nhiều một thời gian dài hoặc là một lần quá nhiều. Một nhiều đó như tự tử thì dĩ nhiên là nó hư cái gan, hoặc là những thuốc nào uống nhiều cũng hư gan hết. Thì như đặc biệt là cái Tylenol, Acetaminophen uống nhiều mà uống một thời gian lâu. Có phải vậy không? Chứ không phải nếu mà quý vị cần uống thì uống, đừng có quá 4000mg mỗi ngày. Có những loại thuốc trụ sinh chẳng hạn, như thuốc đó có chất chứa amoxicillin chẳng hạn, những thuốc như Augmentin hay là Erythromycin là những cái trụ sinh để nhiễm trùng đó. Nhiều khi đó không phải là chúng ta không biết được, tới hồi uống rồi mới bị thì hồi mới biết. Và khi mà biết được như vậy là phải ghi nhận là tôi không có chịu loại thuốc này bác sĩ, đừng có mỗi lần mà cảm cứ uống amoxicillin. Cái thói quen của mình hay thích cái uống đó để cho nó ngừa, thì không, cái đó không phải ngừa mà lỡ nhiều khi có nhạy cảm có thể làm cho gan mình bị sưng. Nhưng mà có cái là bác sĩ Xuân Tô muốn nhắc với quý vị là những cái thuốc như là nãy trở lại là Acetaminophen hoặc là những cái thuốc mà trụ sinh mà nó có thể nó làm hư cái gan của quý vị, thì quý vị không có uống chung với rượu. Có nhiều người ta uống, ví dụ như uống Tylenol mà uống thêm với cái rượu nữa, cái đó nó là càng làm cho cái độc tố của cái chất thuốc nó cao hơn, và nó hại cái gan nhiều hơn. Đúng vậy. Uống chung với rượu là không có được. Đúng. Ví dụ mình uống thuốc là mình uống với nước lọc hay là mình uống với juice, chứ không có uống thuốc với rượu. Một cách khác nữa đây là giúp cho chúng ta cái gan khỏe mạnh là đừng có quá mập. Là tại vì bây giờ cái khuynh hướng là ăn nhiều lắm, đồ ăn cái gì cũng ngon cũng rẻ cho ăn cho nhiều, và khi ăn nhiều như vậy cái chất mỡ trong người nó tích tụ lại, nó không biết đi đâu, nó vô trong gan, nó nằm, nó đóng ở trong gan và nó làm cho gan bị nhiễm mỡ. Cho nên đó là một cái hình thức có thể nên tránh, không nên ăn chất dầu mỡ quá nhiều, và cũng không nên ăn đồ ngọt quá nhiều, để chất ngọt vô trong cơ thể biến thành mỡ, mỡ dư vô trong gan nó nằm và làm cho gan bị nhiễm mỡ. Ở Việt Nam mình ăn bánh nhiều quá, bánh ngọt nhiều quá, bây giờ ta ớn mà không có ăn đồ ngọt nhiều, mà kiểu đó người ta ăn bánh thì cũng ít ăn bánh hơn, mà giờ ăn mấy cái khác độc hơn nữa. Ví dụ như là boba, nói thì nó hơi kỳ, boba ngon quá chừng đi, nhưng mà tại trong đó nó có, ta để mấy cái sữa, ta để mấy cái chất béo rồi cũng đồ ngọt, cho nên nó cũng là một cái loại mà để nó tạo cho mình lên cân và làm cho cái gan mình không có tốt. Nhưng mà nếu quý vị có những chỗ boba mình dặn nghĩa, mình dặn người ta bớt là cái đường, bớt là cái chất mỡ, người ta có làm vậy. Đó, boba là rất là thịnh hành, bây giờ rất là ngon, bác sĩ Xuân Tô rất là thích, nhưng mà mình nói là ăn nhiều quá không có tốt, tại cái đó là một cái source, là cái nguồn mà đem đường cho mình. Đúng. Hôm bữa mình nói là cái vấn đề là mình uống cà phê mỗi ngày tốt, tại cái đó làm cho cái gan mình nó khỏe mạnh. Đúng. Đó, nó mỗi ngày là khoảng chừng 2-3 Đặc biệt là khi uống những cái thuốc mà không phải do toa bác sĩ kê ra, như quý vị mà đi tiệm thì người ta bán trưng bày đủ loại mua tự do đó, thì phải dè dặt nha. Có những cái loại mà bổ mà chính tôi đã thấy có 2 người bệnh nhân của tôi dùng cái loại thuốc bổ cho da và tóc tốt đẹp đâu không thấy, gan sưng. Đó, cho nên phải cẩn thận. Ví dụ như là collagen và biotin. Cái gì mà thấy collagen cộng với biotin mà ngặt nghèo đó trên cái lon đó, cái bình đó để uống một ngày 6 viên không thể nào chịu nổi đâu. Rồi thì 6 viên là nhiều lắm, cho nên quý vị đi mua quý vị sẽ thấy collagen và biotin, và nó để trong đó một ngày 6 lần, 6 viên thì không được. Tôi nghĩ nếu mà có thích lắm thì 1-2 viên, chứ còn đừng uống 6 viên cái đó. Tôi nghĩ cái liều đó rất là độc, mà không hiểu tại sao không có ai để ý tới cái vấn đề đó. Gan sưng là vì uống mấy cái thuốc bổ dưỡng đó. Có thể vậy đó, cái quý vị phải rất cẩn thận, tại vì mấy cái thuốc mà mấy thuốc mà nó gọi là ở ngoài bán như là không có cần toa, collagen hay dụ mấy cái đồ đó, mà mấy cái đó đó là nó không có qua FDA. Cho nên mình không có biết là cái lượng nó bao nhiêu, nó có thể nó hại cái gan, hoặc là có những người nó quá sensitive với cái thuốc đó, nó có thể nó làm cho nó bị cái gan nó quá nhạy cảm với cái thuốc, rồi nó đưa đến cái đau gan của quý vị. Nhưng mà làm sao mình biết cái triệu chứng đau gan khi người ta uống, làm sao ta biết được ha? Thì khi mà thử gan sẽ người tự nhiên thấy hơi mỏi mệt, thì khi mỏi mệt là các bác sĩ chúng tôi phải đi làm một cái loạt thử nghiệm, trong đó coi phải thận, phải đường, phải gan, phải mỡ hay không. Thì khi làm như vậy nó lòi ra liền, mấy cái men gan nó lên cao, thì bắt đầu từ đó mới truy ra bị chuyện gì, có phải siêu vi trùng viêm gan B, viêm gan C không, có phải tại rượu bia hay không, có phải tới hồi lòi ra là tại vì là do thuốc nó gây ra, hay là những cái chất mà uống mà phụ trợ mà chúng tôi gọi là supplement, uống phải nó bổ cho nó thêm cho nó khỏe đâu không thấy, gan sưng. Mà đôi khi cái gan khi nó mới sinh mình không có triệu chứng gì hết. Đúng. Cho đến một thời gian mình cảm thấy mình mệt mỏi rồi mình đi khám bệnh, thì cũng như bác sĩ Trường Sinh nói, ta phải làm một cái loạt thử nghiệm, người ta mới thấy ra cái gan, sau cái men gan nó cao quá thì lúc đó ta nghi ngờ là men gan nó sưng, mà không biết tại sao. Cái gì cũng tốt hết, tại sao này thì truy ra mới là biết uống những cái thuốc supplement ở ngoài. Chính vì lý do đó mỗi khi đi khám bệnh chúng tôi hay hỏi quý vị lắm, thuốc gì cho chúng tôi coi, mà nhiều người nó ôm mấy cái thuốc tôi mua ở ngoài tiệm nó mà có gì đâu phải khai phải kể ra. Nhưng mà khi mà giữ lại mấy cái dữ kiện đó làm chúng tôi cũng hơi kẹt, hơi khó định bệnh, là tại vì chính mấy cái đó là mấy cái làm cho gan sưng mà quý vị không khai, tại quý vị nghĩ tại không phải thuốc của bác sĩ viết toa cho nên cái đó không sao đâu. Rốt cuộc là rất là có sao trong đó mà chúng tôi thấy thường xuyên. Cũng ví dụ như quý vị có nhiều người tự động ta uống Tylenol mỗi ngày, ta uống tại ta nghĩ ta đau cái gì ta uống nhiều thật là nhiều, mà ta cứ nói tại ta nghĩ rằng cái Tylenol là thuốc ngoài over the counter không mua tự do thì đâu có cần khai cho bác sĩ, nhưng có phải tất cả quý vị uống gì khi tới khám bác sĩ là phải khai hết, không kể vitamin cũng phải khai luôn. Đúng vậy, cho nên khi mà đi khám về bệnh gan nhớ đem hết tất cả cho chúng tôi xem, thuốc gì không biết, thuốc từ bên nhà gửi qua, bạn bè đề nghị mua tự do, đưa hết để chúng tôi coi và chúng tôi mới thanh lọc ra được. Ngoài ra có những cái thức ăn mà nó làm cho cái gan của bạn quý vị khỏe mạnh. Ví dụ như quý vị nói thì trước đó là những cái gì mà nó màu xanh đậm, màu đỏ đậm đó, tức là có những cái nhiều vitamin, có nhiều chất sắt. Ví dụ màu xanh đậm như là thí dụ như là broccoli, spinach, màu đỏ đậm như cà rốt, cà tomat, rồi mấy cái nuts, mấy cái hộp nuts như là walnuts, rồi mấy cái peanuts, mấy cái nuts như là mấy cái nut gì đó. Đó thì quý vị ăn mấy cái đó là tốt. Và ngoài ra quý vị phải giữ cái cơ thể đừng có quá mập thì cái gan mình nó mới khỏe mạnh. Với những cái kiến thức rất là đơn giản, quý vị thấy thường nhưng mà thật sự nó rất là công dụng để giúp cho cái gan của quý vị được khỏe mạnh. Xin chào quý vị khán thính giả. Chào bác sĩ Xuân Tô. Chào bác sĩ Trường Sinh, xin chào quý vị và chúc quý vị một đêm an lành.